Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Kia Tisak và loạt phát ngôn gây sốc đã điệu bóng đá Việt Nam. Kia Tisak Senam Muang ngưỡng mộ thành công của bóng đá Việt Nam. Huyền thoại bóng đá Thái Lan không ngạc nhiên bởi Việt Nam đã làm việc chăm chỉ trong 10 năm qua. Thành tựu hôm nay là phần thưởng cho nỗ lực không mệt mỏi. Tuy nhiên, Kia Tisak cũng không quên ca ngợi bóng đá nước nhà. Chỉ trong 2 tháng qua, Việt Nam và Thái Lan đã có tới 3 lần chạm trán trên các mặt trận. Kết quả bất phân thắng bại, cùng Mr. Zero điểm qua Kia Tisak và loạt phát ngôn gây sốc đã điệu bóng đá Việt Nam nhé. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Người Thái đang mơ dự World Cup, nhưng người Việt Nam lại chỉ muốn thắng được Thái Lan. Giấc mơ của Thái Lan lớn lao hơn nhiều. Kia Tisak nói thẳng trong cuộc trao đổi trên 442 Thái Lan. Dĩ nhiên, Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ. Nhưng ở cấp đội tuyển quốc gia, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa, Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Thái Lan rõ ràng vẫn là đội mạnh hơn hiện tại, thậm chí đã vươn tầm châu Á. Việt Nam phải chứng tỏ được mình ở AFF Cup hay Asian Cup sắp tới. Đó là câu nói mà có lẽ hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam chẳng thể nào quên nổi. Cũng chính lần văng bậy đó mà cuối năm ngoái chủ nhân của nó đã phải xin lỗi vì sự ngông cuồng của mình. Thế nhưng mới đây một lần nữa, Kia Tisak lại khiến tất cả phải dậy sóng bằng một loạt những phát ngôn gây sốc. Vậy Kia Tisak đã nói gì sau ngôi vô địch bóng đá SEA Games 30 của U22 Việt Nam? Việt Nam đoạt hai chiếc huy chương vàng bóng đá nam và bóng đá nữ mà báo chí Đông Nam Á vẫn hay gọi là huy chương mẹ của các huy chương. Mỗi khi có sự kiện như hai đội bóng đá nam và nữ của đội tuyển Việt Nam lần lượt đánh bại Thái Lan và Indonesia để lên ngôi vô địch SEA Games, thì báo chí Thái Lan vẫn hay tìm kiếm huấn luyện viên Kia Tisak để có được những lời nhận xét. Bởi ngoài là cựu danh thủ, một huấn luyện viên từng nhiều lần chạm trán với Việt Nam ở vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên, Kia Tisak còn nhiều năm chơi bóng ở Việt Nam nên rất hiểu bóng đá Việt Nam. Sau khi hai đội Việt Nam đoạt huy chương vàng bóng đá, nhất là U22 Việt Nam, huấn luyện viên Kia Tisak nhận xét: "Tôi không ngạc nhiên về thành công của bóng đá Việt Nam hiện nay, đây là điều 10 năm trước họ đã gieo và bây giờ họ đang gặt. Trước đây tôi đã từng đưa ra nhận xét, phải 10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan. Nhưng mới tới 6-7 năm, Việt Nam đã đuổi kịp rồi, đó là phần thưởng lớn cho sự nỗ lực của toàn nền bóng đá Việt Nam." Kia Tisak chỉ ra rất rõ những cột mốc lịch sử mà 2 năm qua bóng đá Việt Nam đạt được, đó là Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup năm 2018 và vào bán kết ASEAN 18, và tới tứ kết Asian Cup năm 2019. Tuy nhiên, Kia Tisak cũng khẳng định rằng Việt Nam đạt được nhiều thành tích như thế nhưng không có nghĩa là họ đã vượt mặt được Thái Lan. Hay nói khác đi là họ không phải số 1 Đông Nam Á. Bởi ai cũng thấy, hai trận vòng loại World Cup năm 2022 bảng G Việt Nam không thể thắng nổi Thái Lan. Tại SEA Games 30, dù Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng còn Việt Nam lên ngôi vô địch, nhưng Việt Nam cũng không thể đánh bại Thái Lan. Điều đó có nghĩa là Việt Nam vẫn chưa làm được điều tốt hơn trước Thái Lan. Kia Tisak tin rằng U22 Thái Lan hiện nay là một tập thể có tương lai sáng. Các cầu thủ hãy còn quá trẻ, các em sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa trong thời gian tới. U22 Thái Lan này có rất nhiều ngôi sao tuổi chưa tới đôi mươi, tức là các em đang lên. Thái Lan phải tiếp tục đầu tư và đặt niềm tin vào thế hệ U22 này. Cuối cùng, cựu huấn luyện viên tuyển quốc gia Thái Lan thúc giục các cầu thủ trẻ của Thái Lan cần phải quên đi thất bại và nhanh chóng trở lại mạnh mẽ để lấy lại vị thế của mình. Nhiều người cảm thấy rằng trong những câu nói của Kia Tisak vẫn có một chút gì đó là không cam chịu. Thực tế, lịch sử do người chiến thắng viết nên, người hâm mộ không quan tâm đến quá trình mà điều họ chờ đợi nhất chính là kết quả. Việt Nam đã vô địch, còn Thái Lan phải về nước ngay tại vòng loại, đó là sự thật. Nhận định của Kia Tisak về đội tuyển Việt Nam trái ngược hoàn toàn so với những gì truyền thông nước này viết về đương kim vô địch SEA Games. Cụ thể, tờ Thái Ras có bài phân tích: "Các đội tuyển Thái Lan đang thực sự tụt hậu so với Việt Nam, cả về bóng đá nam lẫn nữ." Tờ báo Thái thừa nhận, SEA Games năm 2019 tại Philippines phản ánh thất bại toàn diện của các đội tuyển Thái Lan, cả nam và nữ. Quan trọng hơn, ngay bây giờ, chúng ta đang bị đối thủ chính Việt Nam vượt mặt. Đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo được xây dựng trên nền tảng những cầu thủ thi đấu với nhau từ khi còn nhỏ. Đội tuyển Việt Nam hiện nay là sự kết hợp tuyệt vời của rất nhiều cầu thủ trong độ tuổi 23. Điều này đồng nghĩa là họ là đội bóng được cơ cấu để càng quét thành công trong tương lai lâu dài. Nhìn lại các đội tuyển Thái Lan do huấn luyện viên Akira Nishino xây dựng, mọi thứ chưa được định hình. Những người mới xuất hiện rất nhiều nhưng không có ổn định, Thái Rác nhận định. Thái Rác cho rằng giải vô địch quốc gia Thái Lan rất cần và đang cố gắng tìm kiếm những cầu thủ thuộc đội tuyển Việt Nam để chuyển nhượng. Tuy nhiên, hiếm cầu thủ Việt Nam nào chấp nhận sang Thái League.
Thật sự, không phải những thương vụ liên quan đến thương mại, các cầu thủ giỏi của Việt Nam quan tâm hơn tới V-League. Không có cầu thủ Việt Nam muốn sang Thái Lan ở thời điểm này, hoặc có vẻ như Thái League không còn trong suy nghĩ của họ như trước đây, tờ báo của Thái Lan phân tích. Tờ Thái Rát nhìn thẳng vào thực tế, ông Park Hang-seo đã giúp Việt Nam bất bại, đứng đầu bảng G vòng loại World Cup năm 2022. Trong khi đó, Thái Lan của Akira Nishino phải xếp thứ 3 và kém Việt Nam tới 3 điểm. Không cần phải nói vài năm hay 10 năm như Kia Tisak, chỉ chừng đó là đủ khẳng định hiện tại bóng đá Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan một bậc. Còn các khán giả của Mr. Zero thì suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!